Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày và đêm thứ bảy cuối tuần, do vẫn nằm trọn trong khối khí lạnh được bổ sung thêm về cường độ, kết hợp với sự hoạt động của dòng xiết gió tây trên cao, nên tại miền Bắc trời tiếp tục nhiều mây và rét. Thời tiết âm u cả ngày, đồng thời còn lác đác xuất hiện những cơn mưa nhỏ, mưa tập trung vào thời điểm đêm và sáng. Nền nhiệt độ ở Bắc Bộ tiếp tục giảm thêm hơn trong ngày hôm nay. Mức nhiệt cao nhất ngày giao động phổ biến trong khoảng từ 14 cho đến 17 độ, còn riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 21 độ. Ban đêm trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, với mức nhiệt thấp nhất chỉ ở ngưỡng trong khoảng từ 12 cho đến 15 độ, vùng núi là từ 9 cho đến 12 độ, vùng núi cao giảm sâu xuống khoảng dưới 9 độ. Không khí lạnh liên tục được tăng cường, khuếch tán sâu về phía Nam nên ở các tỉnh thành trung bộ nền nhiệt trong ngày hôm nay cũng sẽ không cao. Cùng với đó là đới gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh, kết hợp với yếu tố địa hình sẽ là tác nhân chính gây ra mưa, mưa rào còn tiếp diễn tại các tỉnh từ Bắc và Trung Trung Bộ. Mưa nhiệt tại khu vực từ Thanh Hóa cho tới Quảng Bình, Quảng Trị trời rét với biên độ nhiệt ngày đêm chỉ dao động trong khoảng từ 15 cho đến 20 độ. Trời lạnh từ Huế trở vào tới Quảng Ngãi với mức nhiệt từ 20 cho đến 26 độ. Khu vực Bình Định kéo dài tới Bình Thuận chịu tác động ít hơn của khối khí lạnh, do đó nền nhiệt sẽ cao hơn, ngày có nắng nhẹ với mức nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ, mưa chỉ có xuất hiện vài nơi. Thời tiết ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây hơn một chút, nhưng phổ biến vẫn ít mưa trong ngày. Mưa nhiệt cao nhất trưa chiều tại Tây Nguyên tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ, chỉ còn từ 27 cho đến 29 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Về đêm, thời tiết xe lạnh tại vùng cao nguyên và mát mẻ ở các tỉnh thành Nam Bộ. Cụ thể, thời tiết trên đô thị lớn được dự báo sau đây. Mời quý vị theo dõi. Nằm trong xu thế già rét ở các tỉnh thành phía Bắc, đến với thủ đô Hà Nội trong ngày thứ Bảy cuối tuần, tiết trời còn duy trì tình trạng nhiều mây và âm u. Sự tranh lệch nhiệt độ ngày đêm tại thành phố không quá lớn. Mức nhiệt cao nhất trong ngày giao động quanh ngưỡng từ 16 cho đến 17 độ. Nền nhiệt sẽ giảm thêm khi trời càng tối dần. Thời gian tối và đêm, cảm giác rét bút càng được người dân thành phố cảm nhận rõ ràng hơn khi mà mức nhiệt thấp nhất chỉ trong khoảng từ 14 cho đến 15 độ. Sau đó bước sang ngày mai, nền nhiệt sẽ có xu hướng gia tăng chậm dần, nhưng trời vẫn ở ngưỡng rét. Theo nhận định xa hơn, trời rét có khả năng còn duy trì từ nay cho tới những ngày đầu tháng 3. Đến với thành phố Việt Trì trong ngày hôm nay, tình trạng nhiều mây xuất hiện từ sớm và kéo dài tới tận cuối ngày. Vào sáng sớm, có thể xuất hiện mưa nhỏ ở vài nơi, nền nhiệt trong ngày cuối tuần vẫn còn ở mức thấp. Mức nhiệt cao nhất trong ngày tại thành phố cũng sẽ không vượt quá ngưỡng 17 độ, về đêm cũng chỉ ở khoảng 14 độ. Trời vẫn còn rét, do đó đối với những người cao tuổi, cần có chế độ ăn uống đầy đủ, luôn giữ ấm cơ thể và vận động nhẹ nhàng để bảo vệ xương khớp trong mùa giá rét. Đối với thành phố Hải Phòng, thời tiết chưa có nhiều thay đổi, màn mây dày vẫn còn bao phủ khiến cho tình trạng âm u kéo dài cả ngày nên nhiệt độ ngày đêm ở thành phố Hải Phòng chỉ dao động chủ yếu trong khoảng từ 14 cho đến 16 độ. Đó là thời tiết trong đất liền, còn ở ngoài khơi do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường nên gió đông bắc chủ hoạt động chủ yếu mạnh, chủ yếu ở mức cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 m, tàu thuyền không nên ra khơi đánh bắt xa bờ trong thời điểm này. Đến với thành phố du lịch Đà Nẵng trong ngày thứ Bảy cuối tuần, chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam không khí lạnh đang khuếch tán sâu xuống, trời chuyển nhiều mây có mưa xuất hiện rải rác. Tuy nhiên, lượng mưa sẽ không quá nhiều. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều, chiều ở thành phố trong khoảng từ 24 cho đến 25 độ. Còn nhiệt độ thấp nhất ban đêm chỉ trong khoảng 22 độ, trời lạnh về đêm và sáng. Nhìn chung thời tiết không có nhiều thuận lợi cho hoạt động giao thông cũng như là du lịch trên địa bàn thành phố trong ngày cuối tuần. Đi sâu hơn về phía Nam, đến với thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết vẫn chưa có nhiều biến động, ngày nắng và ít có mưa. Cường độ nắng nhiều hơn trong khung giờ từ 11 giờ cho đến 15 giờ với mức nhiệt cao nhất khoảng sấp xỉ từ 32 cho đến 33 độ. Về tối và đêm trời mát mẻ hơn với mức nhiệt giảm xuống chỉ còn trong khoảng từ 24 cho đến 25 độ. Thời tiết ở thành phố có nhiều thuận lợi cho hoạt động vui chơi giải trí trong tối thứ bảy cuối tuần. Về miền Tây Nam Bộ đến với thành phố Cần Thơ, thời tiết ban ngày vẫn có nắng, với mức nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức từ 31 cho đến 32 độ. Càng về chiều, nền nhiệt sẽ càng giảm dần, nền nhiệt thấp nhất ban đêm dao động xung quanh ngưỡng 25 độ. Về chiều tối, mây rông cũng xuất hiện nhưng khả năng có mưa xuất hiện không nhiều, có chăng chỉ là có mưa nhỏ cục bộ kết thúc nhanh. Thời tiết vẫn thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt thường nhiệt của người dân nơi đây. Bản tin đất đô thị của kênh VTC14 cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.